căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện kế hoạch số 05 CD-CT ngày 9 tháng 2 năm 2017 của Công đoàn ngành công thương về kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 6 Công đoàn ngành công thương nhiệm kỳ 2017-2022. Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã tổng kết đánh giá báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, thảo luận đề ra mục tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ tới là tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các đoàn viên, đẩy mạnh hoạt động của tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động có đủ năng lực, trình độ để đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ được giao, duy trì tốt các hoạt động phong trào, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.